cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia nhân rộng gương điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi tập thể cá nhân điển hình dân vận khéo đều có việc làm hay, cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, cụ thể như vận động nhân dân làm mới, sửa chữa, nâng cấp 8 nhà văn hóa, nhân dân đóng góp trên 2 tỷ đồng, xây dựng 13.000 mét vuông bê tông đúc sẵn, nhân dân đóng góp trên 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, nhất là công tác vận động giúp đỡ các hộ nghèo bằng các hình thức như sửa chữa, làm mới nhà ở, hỗ trợ con giống như trâu, bò, gà, cá và thức ăn ban đầu giúp cho các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Các phong trào thi đua đều được nhân dân đồng tình ủng hộ như phong trào hộ gia đình làm kinh tế giỏi, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư tự quản. Hàng năm tỷ lệ đạt gia đình văn hóa trên 96%, thôn văn hóa đạt trên 83%. Để có được những kết quả đó chính là sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ xã tới cơ sở và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã cùng chung tay thực hiện. Kính thưa quý vị, tham gia hội thi đội tuyển giáp đường xin được giới thiệu các